theo chúng ta quay tru này có nghĩa là gì biết không? Quay tru này có nghĩa là đây là cái vòng lập vô tận được dùng để thiết lập cái việc trò chuyện giữa Lan và Server, tức là hai đứa nó nói chuyện hoài luôn, nói chuyện hoài không nghỉ. Và nó chỉ nghỉ khi nào chúng ta thông báo nè, gõ chữ quy, quy hoa hoặc là quy thường để gì? Để kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Như vậy lúc đó thì chúng ta nhập vô này, người dùng nhập vô này và nó so sánh này. Nếu như bằng quy thường hoặc là quy hoa thì tiến hành chúng ta làm gì? Rest đúng không? Rest tức là thoát khỏi vùng lập này, tức là không có chuyện nữa. Sau đó chúng ta close, đóng kết nối. L là ngược lại đúng không? Ngược lại là chúng ta xuất ra. Thứ nhất là chúng ta xuất ra cái mà chúng ta muốn gửi đến Lion. Và cái chỗ này là chúng ta xuất ra cái phần là Lion nó gửi tới. Read line tức là Lion nó gửi tới. Lion nó gửi thông tin tới server thì server sẽ dùng cái phương thức read line để đọc cái thông tin từ Lion. Vậy chúng ta đã viết xong cái chương trình dành cho server, tức là dành cho cái. Bây giờ nè, bắt đầu viết chương trình cho client, tức là bên đây. Chương trình của client như sau: tạo cho thầy một cái project đặt tên là My Client. Đặt tên là My Client. Hỏi là My Server là bên đây nhá, My Client là bên đó. Hả? Tạo project khác chứ. Mỗi project là một máy mà, chúng ta đang cho hai máy nói chuyện với nhau mà. Rồi. Các đoạn code như sau. Nó cũng tương tự như bên server thôi, nó chỉ khác ở một chỗ thôi. Đây. Chuỗi này nhận thông tin từ server. Còn này là gì? Chuỗi này gửi thông tin đến server. Cái nhận cái gửi thôi ha. Rồi. Ở LAN là chúng ta phải tạo ra cái lớp gọi là cái lớp socket thôi nha, lớp socket thôi. Và các bạn thấy nè, nó tạo ra cái lớp socket ở đây là cái tên hot. Lưu ý cái tên hot cái máy tính của các bạn như thế nào các bạn phải gõ ở đây. Còn của tôi là BMTU laptop, hiểu không? Còn cái hot của các bạn là cái gì các bạn coi. Nhưng mà cái bọt phải là bao nhiêu? 5000, nó phải đúng với lại cái bọt mà của server. Rồi còn lại những cái khác các bạn thấy không, nó y chang, không khác gì cả. Cũng là tạo ra một cái kênh để nhận và tạo ra một cái kênh để gửi. Đây là chờ server trả lời, các bạn thấy không? Read line tức là khi server nó nhắn cho Lion thì cái hàm read line này nó sẽ được gọi. Cái này cũng tương tự nè ha. Nếu ở bên phía server mà nó gõ vô chữ quy thường hoặc là chữ quy hoa thì coi như là kết thúc cuộc trò chuyện ha. Thì lúc đó client socket nó đóng lại và nó rest, tức là nó thoát khỏi vòng lặp luôn. Ngược lại nếu server nó không có gửi chữ quy thường, không gửi chữ quy hoa thì chúng ta xuất cái thông tin mà server nó gửi cho mình ha. Rồi từ đó client nó mới gửi lại cho server thông qua cái phương thức reply ha. Rồi. Thông qua cái đối tượng out to server sẽ nó ping nó gửi tới server ha. Tức là server trả lời xong lên trả lời lại ha. Rồi xong rồi nè, các bạn nhìn nè. Thầy chạy cái thằng server trước.
nha, thầy nhấn F6. Đây, thì nó thông báo là gì? Server nó chờ cho client, nó chờ client kết nối ở bọn bao nhiêu? 5.000. Rồi, sau đó bây giờ client nó mới chạy lên nè. Bấm qua cái client nhau. Nhấn F6 nè. Nhấn F6 nè. Rồi. Lúc này thì client nó đã kết nối tới server rồi. Lúc này nó sẽ chờ cho chờ server trả lời, thấy không? Nè, qua bên cái thẻ server nè. Gõ quy hoa hoặc là quy thường để kết thúc, hiểu không? Nhưng mà bây giờ tôi không muốn kết thúc, ha, tôi muốn chết. Ví dụ tôi hỏi chứ bạn tên gì? Thấy chưa? Tôi hỏi bạn tên gì? Thì bên đây nó nhận được nè. Nó nhận được chữ bạn tên gì nè, thấy không? À, nó nói là tôi tên Lion nè, không? Còn bạn Enter này. Thấy chưa? Thì tiếp tục server nó nhận được là tôi tên Lion, còn bạn, nó hỏi nè, không? Server mới trả lời. Đúng không? Server mới trả lời là tôi tên server. Đó. Thấy chưa? Rồi. Mình làm quen nha. Rồi server nhận được là mình làm quen nha, thấy không? Bây giờ gõ chữ quy để làm chi? Gõ chữ quy để làm chi? À, kết thúc. Thấy không? Gõ chữ quy để kết thúc. Rồi. Ở đây anh sau khi server nó kết thúc rồi thì sao? Bên này cũng kết thúc luôn. Chờ server trả lời mà server kết thúc thì bên đây nó kết thúc luôn. Thấy không? Đó. Thì đây các bạn thấy một ứng dụng chat đơn giản. Chat ở mức ở dưới command line chứ nó không có giao diện, không? Chút xíu chúng ta sẽ tạo ra một cái giao diện để chat. Tuy nó không bằng Yahoo nhưng mà ít ra cũng để hai máy từ xa nói chuyện với nhau thông qua cái ứng dụng gì đó. À. Hay ba các bạn tưởng tượng là chút xíu các bạn sẽ làm một cái bài tập như thế này. Chút xíu các bạn phải làm một cái bài tập như thế này ha. Server chạy, Lion chạy, ở là hai giao diện đúng không? Đó, ở đây là sao? Hello đúng không? Đó thì các bạn thấy là chút xíu các bạn phải tạo ra được cái chương trình chat, hai cửa sổ chat với nhau. À. Hai cái máy tính mà kết nối dây mạng với nhau á, dây cáp á, hoặc là kết nối thông qua wifi á, thì vẫn nói chuyện được. Tôi đóng vai trò là anh, em đóng vai trò server, tôi với em có thể nói chuyện được. À. Không cần phải kết nối internet đâu, ví dụ người lầu 1, người lầu 3 kết nối wifi hoặc dây cáp thì nó có thể nói chuyện. Đấy. Chút xíu chúng ta sẽ làm bài tập như vậy ha. Rồi. À, còn ai chưa ra không nè? Có ai chưa ra không nè? Nó qua tiếp cái phần data RAM ha. Data RAM thì các bạn biết là những cái tin nhắn của nó là nó độc lập ha. Nó không phụ thuộc, vì vậy mà cái nội dung của nó không có đảm bảo, tức là nó không có phân theo gói gì cả ha. Về UDP, cái nội dung của nó là dựa vào cái thông điệp chính nó gửi qua mạng, cho nên là nó có mất mát thông tin hay gì đó thì nó không có đảm bảo gì đó, cho nên nó gọi là thông qua giao thức là UDP ha. Thì để tạo ra một cái giao thức UDP á, thì các bạn tạo ra cái contester là data RAM bucket ha, hoặc là data RAM bucket, tức là nó truyền theo kiểu byte, được không? Nó truyền theo dạng byte. Các bạn thấy đây, nó tạo ra một cái búp, một cái mảng byte gồm có 256 byte. À. Rồi sau đó nó tạo ra một cái gói gồm có 256 byte. Ở đây cũng vậy, nó tạo ra một cái mảng byte chiều dài, cái địa chỉ cần gửi đến ha. Và cái cổng là bao nhiêu. Nó sẽ gửi toàn bộ cái mảng byte này. Tuy nhiên, đang truyền giữa chừng. Ví dụ có 10 byte truyền giữa chừng, truyền được có 9 byte, còn byte mất tiêu à. Do dây mạng hay gì đó ha. Do hệ thống trục trặc gì đó, nhưng mà nó không cần biết, hiểu không? Nó không có đảm bảo là gửi là phải qua, hiểu không? Nhiều khi gửi 10 byte thì chỉ có 9 byte qua, hiểu không? Đó, cho nên cái giao thức UDP này nó không có đảm bảo, nó không có đáng có tin cậy ha. Còn cái phần bọt thì vẫn phải có cái bọt để nó có thể gửi được qua cho một cái máy nào đó.
thì vẫn phải có cái bọc ha. Sau đó để gửi và nhận thì nó phải thông qua cái datagram socket ha, datagram socket. Đây. Ví dụ nó tạo ra new datagram socket thông qua cái bọt và thông qua một cái địa chỉ ha. Địa chỉ thì nó lấy cái tên. Cái này nó giống như là một cái host vậy đó ha. Rồi. Sau đó gửi thì nó dùng cái phương thức là gì? Send. Và nhận thì nó dùng cái phương thức là receive. Đây các bạn thấy send này. Đây ha. Nó khai báo cái host là admin ha. Rồi nó có một cái mảng byte gồm có 256 byte và nó khai báo cái gói ha. Cái gói gồm có là 256 byte chiều dài ha, cái địa chỉ cần gửi đến và thông qua cái bọt là 4445. Sau đó nó tạo ra một cái socket và nó dùng cái socket để nó gửi cái gói này nè. Nó gửi thông qua cái hàm gì? Hàm send. Nhưng mà tôi nhắc lại nha, nó gửi chứ nó không có đảm bảo là gửi có đến đầy đủ hay không nha, nó không có tin cậy. Receive là nhận ha. Nhận ở đây nó cũng có một cái mảng byte gồm có 256 byte và nó tạo ra socket là nó muốn nhận ha. Nó muốn nhận thì nó gọi cái hàm receive. Được không? Rồi. Một số cái phương thức mà chúng ta cần phải quan tâm đó là get address, tức là chúng ta lấy cái địa chỉ của cái máy của chúng ta ha. Get bot, chúng ta lấy cái bot của cái ứng dụng ha. Get data là lấy dữ liệu từ mảng byte, set data là đổ dữ liệu vào trong cái mảng byte ha. Set bot tức là bây giờ chúng ta mới gán cái bot cho nó ha. Rồi.